Điều này không dễ. Quý vị không thể buông bỏ sự nghiệp, đóng cửa, chuyên tâm niệm Phật. Hiện tại cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đang làm rất hay. Ông nói với tôi, ông ta suốt buổi sáng tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, không nghe không hỏi chuyện của công ty. Sau cơm trưa mới bắt đầu quản lý việc của công ty. Ông ta có thể dành 4 tiếng đồng hồ của buổi sáng để tu tập. Điều này thông thường các ông chủ khác không làm được, nhưng ông ta làm được. Ông ta có thể làm được cũng là duyên tu học của ông ta thuần thục, không phải ngẫu nhiên. Quý vị xem, đầu tiên ông ta thực hành đệ tử quy, thật đã làm được. Thực hành cảm ứng thiền, thập thiện nghiệp đạo, ông đã làm được. Sau đó cả gia đình ông làm được. Ông tiếp tục mở rộng đến nhân công trên dưới của công ty. Tất cả đều làm được. Mỗi nhân công tự động tự phát, không cần quản lý, không cần đốc thúc. Mỗi người đều rất siêng năng, đều rất có trách nhiệm. Vì thế ông ta không cần đi làm buổi sáng, không cần hỏi đến mọi việc, tụng kinh niệm Phật làm việc của mình. Đây là gương tốt cho người trong thời hiện đại này. Đảng năng thâm tịnh thiết nguyện, cầu sanh tịnh độ, sự lai tiện tôn, sự khứ tức niệm. Điều này phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Làm xí nghiệp, kinh doanh rất nhiều việc, có việc là lập tức xử lý, xử lý xong lại niệm Phật. Cứ như vậy hành trì là đúng. Đối với tịnh tông, đối với Phật giáo, thì giáo huấn Đức Phật dạy chúng ta nên làm người như thế nào, làm sao tề gia và làm việc như thế nào. Quản lý một công ty chính là trị quốc, tề gia trị quốc. Trong kinh điển đều có giáo huấn, có luân lý, có phương pháp, có kinh nghiệm, có hiệu quả. Chúng ta cần nên cố gắng học tập, đem nó biến thành sinh hoạt hàng ngày. Sự lai tiện tôn, sự khứ tức niệm, làm hết việc lập tức niệm Phật. Mấy câu này vô cùng quan trọng. Không phải người thật sự thâm nhập kim tạng thì không dễ tin tưởng. Thật sự gọi là pháp khó tin. Bổn hoài của chư Phật là gì? Ở trước chúng ta đọc được câu nhất thiết giai thành Phật. Đây là bổn hoài của chư Phật. Chư Phật hy vọng tất cả chúng sanh mau mau thành Phật.
hy vọng mọi người lập tức thành Phật. Đây là bổn hoài của chư Phật. Phật A-di-đà thật sự đã làm được. Dùng biện pháp dễ nhất, đơn giản nhất, phương tiện nhất, trực tiếp nhất, ổn định nhất, nhanh nhất, và còn thành tựu cao nhất là trì danh niệm Phật. Thực tế mà nói, biện pháp này rất vi diệu. Trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều không có. Quý vị xem pháp môn tốt như vậy, khiến quý vị viên mãn thành Phật trong một đời. Bây giờ chúng ta dùng phương pháp này đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc không bỏ pháp môn này, vẫn là pháp môn này thành Phật. Vì sao vậy? Vì nó nhanh. Đến thế giới Cực Lạc lại học thêm Thiên Kinh Vạn Luận. Như vậy không biết đi bao nhiêu đường vòng. Thiên Kinh Vạn Luận có cần học chăng? Không cần học. Vì sao vậy? Vì kiến tánh sẽ biết hết tất cả. Mọi người đều biết Ngài Huệ Năng không biết chữ, chưa từng học. Thiên Kinh Vạn Luận Ngài có hiểu chăng? Không có gì không hiểu, toàn bộ đều thông suốt. Chỉ cần kiến tánh là thông tất cả. Thế xuất thế gian pháp đều từ trong tự tánh hiển lộ ra. Quý vị kiến tánh đã tìm ra căn nguyên, quý vị không có điều gì không biết. Trí huệ vô lượng, đức năng vô lượng, tự tánh vốn tự đầy đủ. Ngài Huệ Năng kiến tánh, báo cáo của Ngài nói với Ngũ Tổ rằng: đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, không thiếu điều gì cả. Đức Phật nói câu này càng rõ ràng minh bạch hơn. Vốn tự đầy đủ, đầy đủ những thứ gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ. Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Điều này rõ ràng hơn nhiều. Đó chính là vốn tự đầy đủ, trí huệ đầy đủ, trí huệ viên mãn, đức tướng cửu cảnh. Đức là năng lực, đức năng, tướng là tướng hảo. Người thế gian chúng ta gọi là phước báo. Tướng hảo là phước báo. Dạng đức dạng này, đức chính là năng lực, vô sợ bất năng. Trí huệ là vô sợ bất năng. Kiến tánh là đạt được tất cả. Đây chính là nói không cần thiết làm những điều phức tạp dài dòng. Thành tựu rất nhanh nhẹn, dứt khoát. Nói đến sau cùng chính là câu A-di-đà Phật này. Mấy người nhận thức được danh hiệu này? Mấy người hiểu được danh hiệu này? Mấy người thật sự biết niệm danh hiệu này? Quá ít. Người nào thật sự niệm? Thế xuất thế gian tất cả pháp đều buông bỏ hết, nhất tâm chân niệm, người này thành Phật. Đây chính là Thiện Đạo Đại Sư nói dạng người tu dạng người đi. Quý vị phải thật sự hành trì. Muốn hiểu được danh hiệu Phật này thật không đơn giản, nhất định không thể coi thường nó. Quý vị phải tôn trọng nó, phải coi trọng, nhất định không thể xa rời nó. Rời nó, quý vị chắc chắn sẽ lặn ngục trong luân hồi lục đạo. Ở trong luân hồi, quý vị nhất định đọa địa ngục. Không thể không biết. Cho nên nó là cửu cảnh phương tiện.
phương tiện trong phương tiện, kinh trong các kinh. Kinh là đường gần, là con đường thành Phật gần nhất. Đường nhanh trong con đường nhanh, không có con đường nào trực tiếp ổn định nhanh hơn con đường này, không tìm thấy. Nên nhờ tạp duyên này, thứ này không phải là điều tốt. Không tạp duyên được chánh niệm, giữ Phật bổ nguyện tương ưng cô. Phải rời xa tạp duyên, trong thế gian này, xã hội này, thiệt thòi cũng nên hoan hỷ, không nên tính toán. Mắc lừa cũng hoan hỷ, đừng so đo. Vì sao vậy? Vì nó là giả. Thiệt thòi hay bị mắc lừa thì thường nên nghĩ rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đức Phật nói càng cứu cánh hơn, tất cả pháp đương xử xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Nên trong kinh Bát Nhã nói, nhất thiết pháp tất cánh không, bất khả đắc. Thiện nhân thiện quả bất khả đắc, ác nhân ác báo cũng bất khả đắc. Như vậy tâm quý vị đã thanh tịnh, không để những thứ này trong lòng, không còn tính toán so đo, cũng chính là nhất định không chấp trước, nhất định không phân biệt. Tâm vĩnh viễn chú trong thanh tịnh bình đẳng giác. Người này có thể không giảng sanh sao? Tâm tịnh tức Phật độ tịnh, họ tương ưng viên mãn với thế giới Cực Lạc, với Phật A-di-đà, tương ưng với bổn nguyện của Phật, bất gì vào cuộc. Niệm Phật không cần niệm nhiều, nhớ mấy câu là suốt đời thọ dụng vô cùng. Thuận Phật ngữ cô, tuy thuận giáo huấn của Phật, nhược xả chuyên niệm tu tạp niệm giả. Có không ít người tự cho rằng rất giỏi giang, rất thông minh, là bậc lợi căn, bậc thượng căn. Họ từ bỏ chuyên niệm để tu tạp niệm, họ học rất nhiều. Hạng người này hiện nay gọi là nhà Phật học, quảng học đa văn. Họ giảng sanh như thế nào? Bách trung hy đắc nhất nhị, hy là hy hữu. Trong 100 người khó có được 1-2 người giảng sanh. Thiên trung hy đắc tam tự, Lý Bính Nam thường nói, Liên xã Đại Trung là do ông sáng lập. Ông không phải nói ai khác, mà nói các người tu theo Liên xã Đại Trung. Năm tôi theo thầy, khi Liên xã Đại Trung tròn 10 năm, tôi nhớ năm đó tôi 32 tuổi, 31 hay 32 gì đó. Thầy Lý thành lập Liên xã Đại Trung này đã 10 năm. Có bao nhiêu người tu học theo Liên xã? 20 vạn người. Trong Liên xã đều có danh sách. Tôi theo thầy Lý 10 năm. Khi tôi rời Liên xã Đại Trung thì số người của Liên xã, đây là thêm 10 năm nữa, tổng cộng là 20 năm.
danh sách số người trong đó đã lên đến hơn 50 vạn. Tôi nói vui với thầy, tôi nói: thầy ơi, nếu thầy muốn làm thị trưởng Đài Trung, chỉ cần nói một tiếng, mọi người, mỗi vị đồng tu bỏ cho thầy một phiếu, thầy nhất định trúng tuyển. Thầy sẽ không làm những việc này đâu. Thầy nói như thế nào? Các bạn niệm Phật của chúng ta, trong một vạn người có thể giảng sanh chỉ có 3-5 người, không đáng gì. Nguyên nhân là gì vậy? Đối với thế duyên không buông bỏ được. Ở đây nói tạp duyên không buông bỏ được, nên chánh niệm cũng không khởi vậy. Nói cách khác, khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi, vẫn không rời được danh văn lợi dưỡng. Vì thế khi lâm mạng chung chính là một thách thức. Người thật sự có thể giảng sanh thật không nhiều. Đây chính là ngoài tạp tu và chuyên tu ra còn một nhân tố quan trọng, đó là đối với chân tượng của hai thị giới chưa hiểu biết rõ ràng. Chân tướng sự thật là ta bà rất đau khổ, cực lạc rất an vui. Nhận thức không rõ ràng, tham luyện thị giới ta bà này là sai. Một chút lợi ích nhỏ nhặt này quý vị cũng bị mê hoặc. Như vậy lợi ích lớn thì không cần phải nói đến. Người xưa thường nói danh cao lợi dày. Danh cao là quan lớn, bộ trưởng, tổng thống, quý vị có động tâm chăng? Lợi nhiều như trăm ức, ngàn ức, quý vị có động tâm chăng? Động tâm là xong rồi. Chỉ có thật sự thấu triệt chân tướng sự thật. Trong kinh Phật dạy chân tướng các pháp thật sự thông đạt, quý vị mới thật sự buông bỏ được. Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm thật không uổng phí. 49 năm rất cực khổ. Giảng kinh thuyết pháp mục đích là gì? Tất cả là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín. Đây là cửa ải đầu tiên. Đối với giáo huấn của Phật thật sự có lòng tin thì nghi vấn sẽ được giải quyết hoàn toàn. Nếu quý vị không nghe, không học, thì lòng tin của quý vị, lòng tin kiên định không thiết lập được, rất dễ bị mê hoặc. Khổ vì thọ mạng nhân gian ngắn, vì khổ quá nhiều, cho nên nói vì không như ý thường đến 8-9 phần. Hiện nay không phải 8-9 phần, hiện nay là 9-10 phần. Làm gì có như ý? Nâng cao cảnh giới lên được một bậc. Người Trung Quốc nói Ngọc Hoàng Đại Đế,
trong Phật pháp gọi là đao lợi thiên chủ, phước báo lớn. Cao hơn một bậc nữa là đại phạm thiên vương, thiên chủ của sơ thiền. Tiếp tục hướng lên cảnh giới cao nhất, thiên chủ tứ thiền, ma ha thủ la thiên vương, phước báo rất lớn. Phạm vi thống trị là thế giới Ta Bà, đây là một đại thiên thị giới. Địa vị này cho quý vị, quý vị có nhận chăng? Quý vị có cần chăng? Người tu hành chân chánh không cần. Họ cần gì? Họ muốn đến thế giới Cực Lạc. Nói cách khác, giáng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phẩm vị họ thấp nhất, tệ nhất cũng là hạ hạ phẩm giáng sanh. Trí huệ phước báo của họ vượt qua Ma Hê Thủ La Thiên Vương. Phải hiểu rõ ràng minh bạch, ta mới không cần nó. Ta cần nó là bị mắc lừa lớn đấy. Ta đến thế giới Cực Lạc, trí huệ phước báo, thần thông đạo lực, Ma Hê Thủ La Thiên Chủ làm sao có thể sánh được. Phước báo của họ dù lớn đến đâu, khi mãn chung cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo. Không ra khỏi luân hồi lục đạo, như ngạn ngữ nói, trèo cao té nặng. Thọ mạng của tứ thiền thiên, tứ không thiên đã hết. Tuyệt đại đa số đều là ba đường ác. Trong ba đường ác đọa vào địa ngục, đây chính là té nặng. Cho nên hiểu rõ được chân tướng sự thật, đối với thế duyên thật sự buông bỏ. Thật buông bỏ, tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Thế gian muôn hình muôn vẻ, nghiệp nhân quả báo, quý vị đều thấy một cách rõ ràng, quý vị thấy một cách thấu suốt. Vì sao thấu suốt? Tâm thanh tịnh chịu kiến, không cần học nó, chịu kiến. Tất cả chúng sanh tạo nghiệp, họ tạo rồi nhất định phải thọ báo. Hiện tại không thọ báo, tương lai thọ báo càng nặng. Chẳng phải chư Phật Bồ Tát không từ bi? Vì sao mở to mắt nhìn họ thọ báo? Vì họ tạo nghiệp thì nhất định phải bị xử phạt. Chỉ đến khi gặp cơ duyên dạy họ, khuyên họ, đây là điều Phật Bồ Tát có thể làm. Quý vị đang chịu khổ nạn, có ý niệm hối hận, quý vị vừa động tâm, chư Phật Bồ Tát liền biết ngay. Chỉ cần có thể ăn năn, chư Phật Bồ Tát sẽ giúp chúng ta. Quý vị hoàn toàn không có ý niệm sám hối, chư Phật Bồ Tát sẽ không đến. Vì sao vậy? Vì đến cũng vô dụng, không giúp được gì. Những chân tướng sự thật này đều phải biết. Trong kinh điển nói về vấn đề này rất nhiều. Điều này không dễ. Quý vị không thể buông bỏ sự nghiệp, đóng cửa, chuyên tâm niệm Phật. Hiện tại cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đang làm.
làm rất hay. Ông nói với tôi, ông ta suốt buổi sáng tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, không nghe không hỏi chuyện của công ty. Sau cơm trưa mới bắt đầu quản lý việc của công ty. Ông ta có thể dành 4 tiếng đồng hồ của buổi sáng để tu tập. Điều này thông thường các ông chủ khác không làm được, nhưng ông ta làm được. Ông ta có thể làm được cũng là duyên tu học của ông ta thuần thục, không phải ngẫu nhiên. Quý vị xem, đầu tiên ông ta thực hành đệ tử quy, thật đã làm được. Thực hành cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, ông đã làm được. Sau đó cả gia đình ông làm được. Ông tiếp tục mở rộng đến nhân công trên dưới của công ty. Tất cả đều làm được. Mỗi nhân công tự động tự phát, không cần quản lý, không cần đốc thúc. Mỗi người đều rất siêng năng, đều rất có trách nhiệm. Vì thế ông ta không cần đi làm buổi sáng, không cần hỏi đến mọi việc, tụng kim niệm Phật làm việc của mình. Đây là gương tốt cho người trong thời hiện đại này. Đảng năng thâm tịnh thiết nguyện, cầu sanh tịnh độ, sự lai tiện tôn, sự khứ tức niệm. Điều này phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Làm xí nghiệp, kinh doanh rất nhiều việc, có việc là lập tức xử lý, xử lý xong lại niệm Phật. Cứ như vậy hành trì là đúng. Đối với tịnh tâm, đối với Phật giáo, thì giáo huấn Đức Phật dạy chúng ta nên làm người như thế nào, làm sao tề gia và làm việc như thế nào. Quản lý một công ty chính là trị quốc, tề gia trị quốc. Trong kinh điển đều có giáo huấn, có luân lý, có phương pháp, có kinh nghiệm, có hiệu quả. Chúng ta cần nên cố gắng học tập, đem nó biến thành sinh hoạt hàng ngày. Sự lai tiện tôn, sự khứ tức niệm. Làm hết việc lập tức niệm Phật. Ngày nay niệm Phật, ngày ngày quân tu đại thừa, nhưng tâm không thanh tịnh vẫn không thể đi. Không phải niệm nhiều danh hiệu Phật là có thể được. Nên thấu triệt điều này. Niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền, nhất định được giảng sanh. Tâm thanh tịnh hiện tiền, chắc chắn phải buông bỏ nhân duyên thế gian. Vì sao vậy? Vì nó nhiễu loạn, khiến tâm chúng ta không thanh tịnh. Những gì chướng ngại tâm thanh tịnh, nhất định phải buông bỏ hết. Đây là điều kiện cần phải đầy đủ để giảng sanh.
trì danh niệm Phật lợi ích rất thù thắng. Chỉ ư trì niệm, đây chính là chấp trì danh hiệu mà trong Kinh Di Đà nói. Trong Kinh điển Đại Thừa dạy chúng ta buông bỏ tất cả. Tịnh Tông là Đại Thừa, chỉ có pháp môn này đặc biệt buông bỏ tất cả, chỉ nắm giữ danh hiệu trì danh. Trì danh tiến thêm một bước nữa là chuyên niệm, tiến thêm một bước nữa là nhất hướng chuyên niệm. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Quán niệm pháp môn nói, đây là nói đến tất cả chúng sanh căn tánh bất đồng, có thượng căn, có trung căn, có hạ căn, là do nhiều đời kiếp trong quá khứ mọi người dụng công phu không giống nhau, nên công đức đạt được không tương đồng. Nhưng khi tùy căn tánh, bất luận là hàng thượng, trung hay hạ căn, Đức Phật đều dạy quý vị chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Niệm bốn chữ hay niệm sáu chữ cũng được. Lúc Liên Trì Đại Sư còn tại thì có đồng học đến thỉnh giáo Ngài. Biết Ngài là người niệm Phật, đặc biệt là lúc cuối đời chuyên tu tịnh độ. Họ đến hỏi Ngài phương pháp niệm Phật như thế nào. Ngài nói, tôi niệm bốn chữ A-di-đà Phật. Trong Kinh Di Đà nói chấp trì danh hiệu, danh hiệu tức là bốn chữ. Người ta hỏi, vậy Ngài dạy người khác thì sao? Ngài nói, tôi dạy người khác niệm sáu chữ, thêm chữ Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta hỏi, vì sao Ngài niệm bốn chữ, còn dạy người khác niệm sáu chữ? Điều này có gì không giống nhau? Đại sư nói, tôi đối với tịnh độ, đối với thế giới cực lạc, Phật A-di-đà thâm tín không nghi. Phát tâm quyết định cầu giảng sanh ngay trong đời này, nên tôi chỉ niệm bốn chữ, hoàn toàn nghe theo giáo huấn trong kinh điển. Kinh điển dạy tôi chấp trì danh hiệu, danh hiệu tức A-di-đà Phật. Vì sao dạy người khác niệm sáu chữ? Người khác chưa chắc thật sự muốn giảng sanh thị giới cực lạc. Muốn giảng sanh là chỉ nói trên miệng, còn đối với thế gian này lại không buông được. Hay nói cách khác, họ không nhất định được giảng sanh, nên khuyên họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là ý gì? Nam Mô nghĩa là quy y, quy y Phật A Di Đà, quy mạng Phật A Di Đà, cũng có nghĩa là cung kính, cung kính Phật A Di Đà. Lời khách sáo,
Thật sự giáng sanh điều đó không cần khách khí. Những lời khách sáo này có thể miễn. Nhất tâm chuyên niệm, thêm Nam Mô cũng là xen tạp. Quý vị xem chuyên này, chuyên đến trình độ nhất hướng chuyên niệm. Khai thị này của Liên Trì Đại Sư ý nghĩa rất thâm sâu, rất rộng. Chúng ta phải tỉ mỉ để lãnh hội. Phải học như Ấn Quang Đại Sư, nhất tâm chuyên niệm, quyết định cầu sanh tịnh độ. Bên dưới giả thiết một vấn đáp. Vấn: ngũ chủng nhân duyên, chỉ ngũ niệm môn. Ngũ niệm môn ở sao sẽ nói đến? Giai thị tịnh nghiệp, hà đạt ư niệm Phật hạnh, chuyên trị nhất hướng chi ngôn già. Ngũ niệm môn là Thiên Thân Bồ Tát đưa ra. Ngài đưa ra tu hành có năm môn. Thứ nhất là lễ bái, thứ hai là tán thán, thứ ba phát nguyện, thứ tư quan sát, thứ năm hồi hướng. Đây gọi là ngũ niệm môn. Người đưa ra vấn đề này hỏi: năm loại nhân duyên tất cả đều là tịnh nghiệp. Vì sao đặc biệt đối với niệm Phật hành chuyên trị nhất hướng chi ngôn? Trì danh niệm Phật vì sao phải nhất hướng chuyên niệm? Đáp: điều này có ba nghĩa. Thứ nhất, vì chư hành, vì phỉ nhi thuyết. Niệm Phật di lập nhì thuyết. Phỉ chính là buông bỏ. Vì sao vậy? Chúng ta nhất hướng chuyên niệm, chúng ta phải buông bỏ tất cả chư hành. Chư hành là gì? Tám vạn bốn ngàn pháp môn. Nếu thật sự buông bỏ, nói một cách cụ thể, thì tất cả kinh điển mà Đức Thế Tôn nói chúng ta đều buông bỏ hết. Chỉ có một hướng, một mục tiêu: nỗ lực tinh tấn, không giải đại. Chúng ta đi một con đường, ý của nó nằm ở chỗ này. Khiến chúng ta chuyên tâm và có thể được tam muội. Sau khi được tam muội, quý vị có thể khai ngộ, nhất định giảng sanh. Ý nghĩa chính là ở đây. Vậy chúng ta niệm Phật. Niệm Phật là
Di lập nhị thuyết, ngoài ra đều buông bỏ hết, chỉ lập pháp môn này. Chúng ta chỉ tâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đây là nghĩa thứ nhất. Nhị, di trợ niệm Phật chi chánh nghiệp. Nhị thuyết chư hành chi trợ nghiệp. Trợ là hiệp trợ, giúp đỡ chúng ta. Niệm Phật là chánh nghiệp, chánh phụ song tu. Phải lấy niệm Phật làm mục tiêu tu chính. Còn trợ tu thì sao? Trợ tu giống như Ngài Liên Trì và Ngài Ngẫu Ích, suốt đời các ngài giáo hóa người khác cũng là tùy cơ giáo hóa, có khi thêm một vài hành động phụ, có khi không cần thiết. Niệm Phật là hành trì chính, hành trì phụ cũng là niệm Phật, chính phụ đều là niệm Phật. Điều này còn xem căn tánh như thế nào. Chánh phụ toàn là niệm Phật, đặc biệt dễ thành tựu. Đối với hạng người nào, người tập khí phiền não nặng, hạng người ngu độn, họ học giáo lý không dễ lý giải, không bằng nhất tâm niệm Phật là tốt nhất. Thậm chí trì giới đối với họ mà nói đều khó khăn. Không cần trì giới vì niệm Phật, trì giới đều bao hàm trong niệm Phật. Niệm tốt danh hiệu Phật này, trong tâm chúng ta đều là Phật hiệu, như vậy làm sao có thể phạm giới? Đây gọi là đạo cộng giới. Trong niệm Phật đầy đủ tam học giới định tuệ, nên không cần làm thêm điều gì nữa. Xưa nay nhìn thấy hàng hạ căn, người ngu si, đến khi lâm chung thành tựu của họ, người thông minh cũng không sánh bằng. Người thông tông thông giáo cũng không được như họ. Điều này chúng ta đã thấy được. Đệ tử của Đế Nhàn Pháp Sư là một người thợ hàng. Ai coi thường ông ấy? Không biết chữ, không được đi học, nghe kinh không hiểu, cũng không biết tụng. Hòa thượng chỉ dạy ông một câu A-di-đà Phật, dạy ông nhất tâm chuyên niệm. Niệm 3 năm, quý vị thấy ông ta ra đi rất tự tại, biết trước giờ chết. Trước giảng sanh 1 ngày, vào thành thị thăm thân thích bằng hữu. Đó là gì? Từ biệt trước lúc ra đi, ông không nói, chỉ đến thăm mọi người, nhưng thật sự là đến từ biệt. Qua ngày thứ 2 ông ra đi, rớt tiêu sái nhẹ nhàng, người thông tông thông giáo cũng không thể sánh được.
Ở trước chúng tôi nhắc đến Pháp sư tu vô trong chùa Cực Lạc. Ở Cáp Nhĩ Tân, khi chưa xuất gia hay là người thợ hồ, cũng không biết chữ. Vì ấy cũng biết trước giờ chết, thân không tật bệnh, ra đi rất nhẹ nhàng tự tại, nói đi là đi. Sau cùng lưu lại một câu đáng để chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Nói được mà không làm được không phải thật trí huệ. Thầy đã lưu lại câu này. Hai người này đều coi là người xuất gia, cư sĩ tại gia cũng rất đáng nể. Khi tôi mới xuất gia, tôi vừa xuất gia liền dạy Phật học viện. Tôi dạy ở Phật Quang Sơn 10 tháng, gặp phải một vị trong một trấn nhỏ ở Đài Nam, có một bà lão niệm Phật. Niệm thời gian 3 năm, không dài. Tâm địa bà lương thiện, không hiểu Phật Pháp, nên thần gì cũng đều lạy hết, miếu gì bà cũng đều đến thắp hương. 3 năm trước bà cưới vợ cho con trai. Người con dâu này hiểu Phật giáo. Cô ta khuyên mẹ chồng không nên đi khắp nơi lạy lung tung, nên thiết bàn Phật trong nhà, ở nhà chuyên niệm Phật A-di-đà. Bà lão rất có thiện căn, nghe lời con dâu, nên không đi khắp nơi bái lạy nữa. Ở trong nhà thờ Tây Phương Tam Thánh, nên ở nhà lạy Phật niệm Phật. 3 năm sau đó đứng mà giảng sanh. Bà lão rất thông minh, sợ nói mình sắp giảng sanh người nhà sẽ ồn ào làm chướng ngại, nên bà không nói, không nói với người nhà. Bà ra đi vào buổi tối, lúc ăn cơm tối, bà nói với người nhà: các con ăn cơm trước, ta đi tắm một chút. Thực tế bà lo việc giảng sanh của mình. Thật đã tắm xong, tắm rất sạch sẽ và thay bộ quần áo mới. Phật đường nhỏ trong nhà, bà đứng trước bàn thờ Phật, mặt hướng về tượng Phật đứng giảng sanh. Con trai và con dâu đợi bà ăn cơm, đợi rất lâu không thấy bà ra, không biết là vì sao nên đi tìm bà. Trong phòng không có người, nhưng bà thật là mới vừa tắm xong. Tìm tiếp thì thấy bà đứng trước Phật đường, mặc áo quần rất tề chỉnh, tay cầm sâu chuỗi. Gọi bà không trả lời. Đến trước mặt xem kỹ thì bà đã giảng sanh. Bà đã ra đi không có gì phiền hà. Chuyện này phát sinh cách đây hơn 40 năm. 40 năm trước phát sinh câu chuyện này. Người trong trấn nhỏ đó đối với câu chuyện này đều nhớ như in. Tôi nhắc đến chuyện này, rất nhiều người đều biết. Họ nói với tôi đây là thật không phải giả. Đây là gì?
đây chính là biểu hiện thành tích nhất hướng chuyên niệm. Tam, dĩ niệm Phật nhi di chánh, dĩ chư hành nhi di bàn, của dân nhất hướng giả. Hạ thích kỳ nghĩa, nhất hướng chuyên niệm, hữu hạ tam nghĩa, nhất giả phế xả dư hành, chuyên lập niệm Phật. Đây là nghĩa thứ nhất. Tất cả các phương pháp tu hành khác đều không cần, tôi chỉ tiếp thu phương pháp này, nhất hướng chuyên niệm. Chúng tôi vừa mới đưa ra mấy trường hợp đều là nhất hướng chuyên niệm, thành tựu vô cùng thù thắng. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Chỉ đơn thuần một câu Phật hiệu, chỉ thâm nhập một môn, không xen tạp các pháp môn khác, chỉ đơn giản như vậy, nhưng người thợ hàng đã thành tựu. Tu Vô pháp sư đã thành tựu, bà lão ở Đài Nam cũng đã thành tựu. Tôi thấy được những người thành tựu rất nhiều đều tu phương pháp này. Chư hành câu phế, duy lập niệm Phật danh hiệu nhất pháp, thị danh nhất hướng chuyên niệm. Nhị giả duy dĩ niệm Phật di chánh nghiệp, dĩ trợ thử chánh nghiệp nhi tu chư hành. Niệm Phật di chủ, dư hành di trợ. Chủ nhiếp dư trợ, trợ tùy ư chủ, chủ trợ viên dung, đồng nhập di đà nhất thừa nguyện hải, cố diệt danh nhất hướng chuyên niệm giả. Khách và chủ phải phân rõ ràng. Như Liên Trì và Ngẫu Ích Đại Sư, họ đều rất rõ ràng thấu triệt, thậm chí đưa ra trì danh là chánh, và lại lấy trì danh làm phụ. Chánh phụ đều là nhất hướng chuyên niệm. Một số chúng sanh căng tánh lanh lợi, không phải không có, có. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chúng ta thấy được, và cũng nhìn thấy trong Cao Tăng Truyện, thấy được trong Tịnh Tông Lịch Đại Tổ Sư Lục. Họ có học Kinh Giáo Đại Thừa chăng? Học, học Hoa Nghiêm, học Thiên Thai, học Bát Nhã, dùng điều này để trợ hành. Nhưng trợ là trợ chủ tu, trợ chúng ta nhất hướng chuyên niệm, lấy nhất hướng chuyên niệm làm chủ. Trợ là trợ điều gì? Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín. Pháp môn này là pháp khóa tinh hoa. Giúp chúng ta nhận thức được chân tướng sự thật. Trong Kinh Giáo nói thật tướng các pháp. Vì sao vậy? Vì nhận thức càng rõ ràng lại càng dễ buông bỏ. Nói cách khác, rất nhiều chướng ngại tự nhiên đột phá. Chướng ngại chính là không buông bỏ được,
Buông không được chính là không hiểu thật tướng các pháp, luôn cho rằng những gì trước mắt đều là thật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy, nên còn hoài nghi. Đây chính là cần kinh giáo để giúp đỡ, kinh điển giúp đỡ chúng ta. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này rất hay. Đại kinh cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập, Hoàng Niệm Tổ chú giải, chúng ta cùng nhau học tập, đem tâm đắc học tập để chia sẻ với mọi người. Chúng ta gọi nó là diễn nghĩa. Những điều này đều giúp chúng ta nhận thức về thế giới cực lạc, nhận thức về Phật A-di-đà, cũng để nhận thức thế giới ta bà. Chúng ta đối với pháp môn này, đối với phương pháp nhất hướng chuyên niệm này, thâm tín không hoài nghi, nhất tâm chuyên niệm, nhất định cầu sanh tịnh độ, những thứ muốn học đều buông bỏ hết, định thế giới cực lạc học. Thích thứ này cũng không sao, tạm thời buông bỏ. Đến thế giới cực lạc trước, đến thế giới cực lạc chúng ta có thời gian, có thầy giỏi, có bạn tốt. Trong các bạn đồng học có người chuyên môn tu học pháp môn này, tu tâm tánh, tu pháp tướng, tu duy thức, có thầy chuyên môn, chúng ta mới có năng lực tìm được. Học điều gì cũng không chướng ngại, thọ mạng dài, không như ở đây thọ mạng có hạn. Lấy thọ mạng có hạn học Phật pháp vô hạn, làm sao có thể thành tựu được? Không cách nào thành tựu được. Chỉ có thế giới cực lạc đầu tiên đạt được đức thứ nhất. Đức thứ nhất của Tịnh Tông là vô lượng thọ, thọ mạng lâu dài. Cho nên quý vị có thời gian tu học, hướng gì ở thế giới cực lạc giống như đi học vậy. Ngày ngày trong giảng đường, lúc nào cũng học tập rất tinh tấn, không có khi nào bị gián đoạn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ban đêm. Vì thế giới đó là thế giới quang minh, không cần nhờ vào nhật nguyệt. Địa cầu này nhờ vào ánh mặt trời, không có ánh mặt trời không được. Địa cầu tự chuyển nên hình thành ngày và đêm, ban ngày và ban đêm. Ban ngày làm việc, ban đêm nghỉ ngơi. Thế giới cực lạc không có ban đêm, nên tinh tấn không gián đoạn. Người ở thế giới cực lạc không cần ẩm thực, chúng ta ăn cơm cũng bị gián đoạn. Họ không cần ẩm thực, vào ngôi trường đó là chỉ tu tập, tốt nghiệp là thành Phật. Thành Phật mới rời thế giới cực lạc. Thử nghĩ xem, đến đâu để tìm được hoàn cảnh tu học và thầy giáo tốt như vậy?
Điều kiện tu học thiết yếu của chúng ta ở đó đều đầy đủ viên mãn, không thiếu thứ gì. Hồi tưởng lại ở đây tu học cực khổ biết bao. Chúng ta muốn hoàn cảnh thanh tịnh cũng khó tìm. Chúng ta muốn tài liệu tu học cũng không tìm ra. Giáo sư hướng dẫn cũng không tìm được. Những người đồng tu đồng chỉ hướng cũng không thấy. Thật khổ. Ngày nay Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát và chư vị tổ sư nói có một nơi đến tốt như vậy. Nơi đó ai cũng có thể đến, chỉ sợ chính quý vị không muốn đi thôi. Nếu chịu đi thì người người đều có thể sanh đến thế giới cực lạc. Người người đều có thể thân cận Phật A-di-đà. Phật A-di-đà xem chúng ta như người một nhà. Phật A-di-đà biết chúng ta là nhất thể. Vì thế Ngài yêu thương chúng ta, quan tâm chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Chúng ta không hề có chút nghi hoặc nào. Hoàn toàn yên tâm để nương tựa Ngài. Như vậy là đúng. Nương tựa Ngài nhất định thành tựu. Trong câu thứ hai là niệm Phật di chủ, dư hành di trận, tu công tích đức, đem những công đức này hồi hướng giảng sanh thế giới cực lạc, nâng cao phẩm vị. Nhưng trợ tu nhất định là tùy duyên, không phàn duyên. Vì sao vậy? Vì phan duyên không tương ưng với việc chánh tu. Nó sẽ chướng ngại chánh tu. Tùy duyên sẽ không có chướng ngại. Nghĩa là duyên của trợ tu là tự nhiên đến, quý vị không cần đi tìm nó. Thật sự thấu triệt rồi thì đi càng sớm càng tốt, không nên bỏ lỡ. Nếu muốn độ chúng sanh thì nên tự mình thành tựu, sau đó trở lại độ chúng sanh. Hiện tại tự độ còn chưa xong thì làm sao có thể độ chúng sanh? Vì thế chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch thế giới cực lạc, mới biết được sự thù thắng, mới biết rằng trong thế xuất thế gian không thể tìm thấy đạo tràng thứ hai. Có hoàn cảnh tu học tốt như vậy, ở thế gian này Đại Thừa Phật Pháp rất hoạt bát linh động, Tịnh Tông cũng không ngoại lệ. Mấu chốt là tự mình phải biết căn tánh mình như thế nào. Điều này rất quan trọng. Nếu không phải là hàng thượng căn lợi trí, nên thâm nhập một môn, thành tâm niệm rốt ráo cầu A-di-đà Phật. Như vậy 3 năm sẽ thành công, liền có thể giảng sanh. Nếu có nhân duyên, có năng lực, có thể làm một ít điều thiện nhỏ giúp chúng sanh, làm chút việc tốt, phải làm, không thể không làm.
Không làm thì sao? Không làm là không có tâm Bồ Đề, không có tâm từ bi. Điều này trái với tâm Bồ Đề. Nếu làm thì sao? Làm nhưng đừng chấp tướng. Điều này rất quan trọng. Làm mà chấp trước, quý vị sẽ bị đọa lạc. Vì sao vậy? Vì chúng ta đọa lạc vào trong danh văn lợi dưỡng. Bất luận làm nhiều hay ít đều không chấp tướng. Công đức chỉ hồi hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hồi hướng giảng sanh thấy Phật, chỉ có một ý niệm như vậy, một mục tiêu, một phương hướng như vậy, đó là điều hoàn toàn chính xác. Bất luận là làm việc thiện lớn, thiện nhỏ hay một chút việc thiện, thậm chí là vô lượng công đức, tất cả đều giúp chúng ta giảng sanh. Chúng ta có thể làm. Chư vị tổ sư, chư Phật Bồ Tát cũng sợ chúng ta không giữ được duyên thù thắng của mình mà thoái tâm đọa lạc. Đây là sai lầm. Điều này xưa nay thường có, không phải không có. Trước là tùy duyên, sau tùy duyên là phan duyên. Hình như pháp duyên của họ ngày càng thù thắng, nhưng rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc không thể giảng sanh. Đời này họ làm là gì? Phước báo nhân thiên và hưởng phước đời sau. Đó là sai. Vì thế những điều chư vị tổ sư, chư Phật Bồ Tát nói trong kinh luận, chúng ta phải tỉ mỉ để lãnh hội, quan sát và phản tỉnh, để chúng ta có trí huệ có thể phân biệt, có năng lực có thể học được. Làm mà không làm, không làm mà làm, được như vậy thì không có vấn đề gì nữa. Tức là đã làm, sau khi đã làm có hiệu quả như thế nào đều không để trong lòng. Như vậy là đúng. Cổ nhân nói, chỉ vấn canh dân, bất vấn thu hoạch. Mới có thể giữ được thâm tâm, tức là tâm thanh tịnh. Trên đề kinh này, thanh tịnh bình đẳng giác là thâm tâm, chí thành tâm, hồi hướng Cực Lạc. Đây cũng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Tiểu phẩm này của Ngẫu Ích Đại Sư viết rất hay. Hữu thiên giả dục sanh Tây Phương, bất tất cải di niệm Phật, đã cụ tín nguyện tức tham thiền tức tịnh độ hành giả. Đây là đoạn nhỏ trong Phạm Thất Ngẫu Đàn, nói rằng người tham thiền họ cũng muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngẫu Ích Đại Sư nói với những người này, không cần đổi qua niệm Phật, cứ nên ngồi thiền của quý vị, đem công đức tham thiền hồi hướng cầu sanh thế giới Cực Lạc cũng được. Đây là đoạn cuối cùng của tam bối giảng sanh, gọi là nhất tâm tam bội. Đó không phải tu pháp môn tịnh độ, là tu pháp đại thừa. Bất luận tu học pháp môn nào của đại thừa, chỉ cần ta có thể đem công đức tu học
hồi hướng cầu sanh tịnh độ, tất cả đều được sanh. Cửa của Phật A-di-đà vô cùng rộng lớn. Nếu hiểu được đạo lý này thì học các tôn giáo khác được chăng? Nhất định được. Quý vị tin Cơ Đốc giáo, không cần từ bỏ Cơ Đốc giáo đến quy y Phật. Không cần. Quý vị nên nỗ lực y theo Cơ Đốc giáo để tu hành, đến khi lâm mạng chung đem công đức tu hành đó cầu sanh tịnh độ. Nhất định được sanh. Vấn đề là phải thực hành mới được. Đạo lý này chính là nguyên lý cơ bản của tịnh độ tâm. Tâm tịnh tức Phật tịnh độ. Những điều ta tu hành không phải đều là tu thanh tịnh tâm đó sao? Chỉ cần tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm chân thành hiện tiền, tâm cung kính hiện tiền, lấy những điều này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, như vậy thì làm gì có lý không giảng sanh? Tu tôn giáo nào cũng không chướng ngại. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thì, quý vị thấy theo Ngài học rất nhiều người là thầy truyền giáo trong tôn giáo. Còn có người quản lý trong tôn giáo, theo học tập với Thế Tôn. Ngài không dạy họ thay đổi tôn giáo. Trong nhà Phật gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo không phải bên ngoài Phật giáo hay các tôn giáo khác. Không phải. Nghĩa của ngoại đạo là tâm hướng bên ngoài cầu Pháp. Đây gọi là ngoại đạo. Phật Pháp tu là hướng nội, là minh tâm kiến tánh, là cầu trí huệ, cầu tâm thanh tịnh. Như trên đề kinh này nói, nếu tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu giác mà không mê, đây chính là học Phật. Bất luận dùng phương pháp nào cũng được. Chỉ cần đạt được tâm thanh tịnh, cầu sanh tịnh độ, thì tất cả đều có thể giảng sanh. Chắc chắn không có chướng ngại. Ngày nay niệm Phật, ngày ngày quân tu đại thừa, nhưng tâm không thanh tịnh vẫn không thể đi. Không phải niệm nhiều danh hiệu Phật là có thể được. Nên thấu triệt điều này. Niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền, nhất định được giảng sanh. Tâm thanh tịnh hiện tiền, chắc chắn phải buông bỏ nhân duyên thế gian. Vì sao vậy? Vì nó nhiễu loạn, khiến tâm chúng ta không thanh tịnh. Những gì chướng ngại tâm thanh tịnh, nhất định phải buông bỏ hết. Đây là điều kiện cần phải đầy đủ để giảng sanh. Vì bu si trì độn. Đó chính là phải dùng phương pháp niệm Phật, dạy họ niệm liên tục. Chỉ cần họ niệm tốt câu A-di-đà Phật này, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy tịnh niệm tương tục. Như thế nào gọi là tịnh? Là không hoài nghi, không xen tạp, gọi là tịnh. Tương tục tức là câu này nối tiếp câu kia, và cứ như vậy mà niệm. Mỗi ngày nếu có công việc, quý vị cứ làm công việc bình thường. Công việc làm xong liền niệm Phật.
Danh hiệu Phật cứ luôn niệm như vậy, đây gọi là tương tục. Hoặc là công việc này không cần suy nghĩ thì có thể vừa làm việc vừa niệm Phật. Còn nếu phải suy nghĩ thì dừng việc niệm Phật lại, chuyên tâm làm việc. Sau khi làm xong công việc lại tiếp tục niệm danh hiệu Phật, đây gọi là người niệm Phật chân chánh. Ấn Quang Đại Sư truyền phương pháp là nhằm vào con người hiện đại chúng ta. Ngài xuất hiện trong thời hiện đại và dạy phương pháp này cho chúng ta vô cùng hiệu quả. Phương pháp này có thể giúp chúng ta đoạn trừ vọng niệm. Đây là mục tiêu niệm Phật thứ nhất. Vì sao phải niệm Phật? Vì để đoạn trừ vọng niệm. Nếu không niệm Phật, liền sinh khởi vọng niệm. Nghĩ đến những điều không thiết thực, dùng câu niệm Phật này để thay thế tất cả các vọng niệm. Đạo lý niệm Phật chính là ở đây. Đây là đạo lý thứ nhất. Chúng ta nói niệm Phật tương ưng với Phật A-di-đà có thể vãng sanh, điều đó còn quá xa vời. Trong niệm Phật bị xen tạp thì không thể vãng sanh, mà còn bị phá hoại hết công phu niệm Phật. Niệm Phật vãng sanh nhất định phải tịnh niệm tương tục. Hiện nay chúng ta đã tịnh hay chưa? Có niệm nhưng không tịnh, tâm không thanh tịnh, như vậy sao có thể vãng sanh? Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta thấu triệt ba thứ, có thể đoạn tận được vọng niệm, chính là niệm một cách rõ ràng, miệng niệm rõ ràng. Không thể niệm nhanh nên niệm từ từ, không nên dùng chuỗi nên dùng tâm để nhớ. Ghi nhớ chỉ nhớ từ 1 đến 10. Phải biết câu niệm Phật này là câu thứ mấy trong 10 câu. Phải rõ ràng, niệm phải rõ ràng, và tai nghe cũng phải rõ ràng. Nghe âm thanh mình niệm, nghe và nhớ rõ. Niệm đến 10, sau đó lại niệm từ 1 đến 10, vĩnh viễn từ 1 đến 10. Không nên niệm 11, 12, 20, 30. Không nên niệm như vậy. Chính là từ 1 đến 10, dùng tâm để nhớ, rõ ràng, minh bạch. Phương pháp này rất hay, là tự quý vị thành tựu. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Thân nhân duyên chúng ta đầy đủ, sở duyên duyên, vô gián duyên đều là chúng ta vốn có, không phải từ bên ngoài đến. Giống như trường học hiện nay, thầy giáo giúp đỡ học sinh, thầy giáo tốt chỉ có thể đem kinh nghiệm thành công của mình nói với quý vị. Khi đã giác ngộ, đã thấu suốt thì tự mình biết phải làm như thế nào. Có thể làm đến cảnh giới thành công viên mãn. Ân đức của thầy là chỉ thị phương hướng, chỉ thị mục tiêu cho chúng ta, nói với chúng ta phương pháp. Còn thành công hay thất bại là do chính mình. Có thật thực hành hay không? Thật nghe lời và y giáo phụng hành, chẳng có ai không thành công. Cổ đức thường nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Bổn tôn là Phật A-di-đà,
trong tâm thật có Phật A-di-đà. Người niệm Phật quan trọng nhất là thay đổi tâm. Ngày xưa thầy Lý dạy những người trẻ tuổi như chúng tôi, thầy thường nói thay đổi tâm. Thay đổi bằng cách nào? Đoạn tận, buông bỏ tất cả những tạp nham trong tâm, rồi để Phật A-di-đà vào. Như Trung Phong Thiền Sư nói trong Hệ Niệm Pháp Sự: tâm tôi tức Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tâm tôi. Như vậy có thể không vãng sanh sao? Tâm là Phật A-di-đà, miệng đương nhiên niệm Phật A-di-đà, mỗi tiếng đều thức tỉnh chính mình, chính mình là Phật A-di-đà. Điều này không phải giả. Chư Phật Như Lai là chúng ta tu thành. Tu như thế nào? Buông bỏ liền được thành tựu. Câu này chúng ta nghe rất quen, nhưng vấn đề ở đâu? Vấn đề ở chỗ không buông được. Chúng ta nên nhớ rằng không buông được thì không thể thành tựu. Không buông được thì không phải thực sự học Phật. Phải buông bỏ thân kiến. Bắt đầu buông từ đâu? Bắt đầu từ tự tư tự lợi. Nên biết rằng chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay bị tự tư tự lợi hại rất thảm. Nếu không, đã thành Phật từ lâu rồi, đã đến thế giới cực lạc từ lâu rồi. Chính là vì không buông được tự tư tự lợi, không buông được danh văn lợi dưỡng, tham luyến luân hồi lục đạo. Trong luân hồi lục đạo, chỉ cần một chút không cẩn thận liền đọa ngay vào trong tam đồ địa ngục. Đọa vào ba đường ác rất dễ, chỉ cần không cẩn thận liền rớt vào ngay. Khi đã rơi vào thì sẽ không có ngày ra khỏi. Trong khi giảng kinh, chúng tôi nói đến ba đường ác rất nhiều lần. Đó chính là nơi tiêu nghiệp chướng của chúng ta. Ở nơi đó tiêu nghiệp chướng, phải đoạn tận hết nghiệp chướng từ vô thủy kiếp mới có thể ra khỏi. Tội nghiệp chưa hết không thể nào ra khỏi. Chính là nói nhiễm ô, dơ bẩn của thân này đến đó sẽ rửa sạch, rửa sạch rồi được ra. Nhưng chưa ra được bao lâu lại bị nhiễm ô, lại tiếp tục bị đọa như trước, rồi lại rửa thêm lần nữa, làm những điều ngu ngốc như vậy. Vì sao có hiện tượng này? Vì chưa thực sự giác ngộ. Thực sự giác ngộ thì sau khi đã ra khỏi sẽ không còn làm điều ngu ngốc nữa. Nghĩa là không còn tự tư tự lợi, không còn bị danh văn lợi dưỡng dẫn dắt. Thật đã buông bỏ hết những thứ đó. Ngũ dục lục trần, tham sân si mạng triệt để buông bỏ.
để cầu sanh tịnh độ. Đúng là vạn người tu, vạn người đi, không sót một người nào. Do vậy, kinh này không thể không đọc. Phiền não hiện hành trong cuộc sống hằng ngày, xảy ra vấn đề phải làm sao? Đọc kinh, buông bỏ vạn duyên. Đọc kinh này từ đầu đến cuối một hai lần thì vấn đề sẽ được giải quyết. Vì ngu si trì độn, đó chính là phải dùng phương pháp niệm Phật, dạy họ niệm liên tục. Chỉ cần họ niệm tốt câu A-di-đà Phật này, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy tịnh niệm tương tục. Như thế nào gọi là tịnh? Là không hoài nghi, không xen tạp, gọi là tịnh. Tương tục tức là câu này nối tiếp câu kia, và cứ như vậy mà niệm. Mỗi ngày nếu có công việc, quý vị cứ làm công việc bình thường. Công việc làm xong liền niệm Phật, danh hiệu Phật cứ luôn niệm như vậy. Đây gọi là tương tục. Hoặc là công việc này không cần suy nghĩ thì có thể vừa làm việc vừa niệm Phật. Còn nếu phải suy nghĩ thì dừng việc niệm Phật lại, chuyên tâm làm việc. Sau khi làm xong công việc lại tiếp tục niệm danh hiệu Phật. Đây gọi là người niệm Phật chân chánh. Ấn Quang Đại Sư truyền phương pháp là nhằm vào con người hiện đại chúng ta. Ngài xuất hiện trong thời hiện đại và dạy phương pháp này cho chúng ta vô cùng hiệu quả. Phương pháp này có thể giúp chúng ta đoạn trừ vọng niệm. Đây là mục tiêu niệm Phật thứ nhất. Vì sao phải niệm Phật? Vì để đoạn trừ vọng niệm. Nếu không niệm Phật liền sinh khởi vọng niệm, nghĩ đến những điều không thiết thực, dùng câu niệm Phật này để thay thế tất cả các vọng niệm. Đạo lý niệm Phật chính là ở đây. Đây là đạo lý thứ nhất. Chúng ta nói niệm Phật tương ưng với Phật A-di-đà có thể vãng sanh, điều đó còn quá xa vời. Trong niệm Phật bị xen tạp thì không thể vãng sanh, mà còn bị phá hoại hết công phu niệm Phật. Niệm Phật vãng sanh nhất định phải tịnh niệm tương tục. Hiện nay chúng ta đã tịnh hay chưa? Có niệm nhưng không tịnh, tâm không thanh tịnh, như vậy sao có thể vãng sanh? Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta thấu triệt ba thứ, có thể đoạn tận được vọng niệm, chính là niệm một cách rõ ràng, miệng niệm rõ ràng. Không thể niệm nhanh nên niệm từ từ, không nên dùng chuỗi nên dùng tâm để nhớ. Ghi nhớ chỉ nhớ từ 1 đến 10. Phải biết câu niệm Phật này là câu thứ mấy trong 10 câu. Phải rõ ràng, niệm phải rõ ràng, và tai nghe cũng phải rõ ràng, nghe âm thanh mình niệm, nghe và nhớ rõ. Niệm đến 10, sau đó lại niệm từ 1 đến 10, vĩnh viễn từ 1 đến 10. Không nên niệm 11, 12, 20, 30,
Không nên niệm như vậy. Chính là từ 1 đến 10 dùng tâm để nhớ rõ ràng minh bạch. Phương pháp này rất hay. Chỉ là đình chỉ, tức là buông bỏ. Quán là chiếu kiến, là thấu triệt, cũng chính là nhìn thấu mà Chương Gia Đại Sư đã nói. Nhìn thấu là quán, buông bỏ là chỉ. Tôi tiếp xúc với người xuất gia, đó là ngày đầu tiên gặp Chương Gia Đại Sư. Trước đó chưa từng gặp qua người xuất gia. Ngày đầu tiên gặp người xuất gia, tôi hỏi Chương Gia Đại Sư về phương pháp tu hành. Đại sư không nói với tôi về pháp chỉ quán. Nếu nói pháp chỉ quán khiến tôi thêm hồ đồ, có thể tôi sẽ không gặp đại sư lần thứ hai nữa. Vì sao vậy? Vì nghe không hiểu. Đây gọi là đàm luận sự lý huyền diệu. Nghe không hiểu. Đại sư rất có trí huệ, ngài dùng phương tiện thiện xảo, ngài nói với tôi về nhìn thấu và buông bỏ. Điều này tôi nghe hiểu. Hình như là hiểu, nhưng thật ra thì không hiểu. Tự cho rằng đã hiểu nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là quán, buông bỏ là chỉ. Chỉ là định, quán là huệ. Quán không thể giải. Vì sao vậy? Vì ngu si trì độn. Đó chính là phải dùng phương pháp niệm Phật, dạy họ niệm liên tục. Chỉ cần họ niệm tốt câu A-di-đà Phật này, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy tịnh niệm tương tục. Như thế nào gọi là tịnh? Là không hoài nghi, không xen tạp, gọi là tịnh. Tương tục tức là câu này nối tiếp câu kia, và cứ như vậy mà niệm. Mỗi ngày nếu có công việc, quý vị cứ làm công việc bình thường. Công việc làm xong liền niệm Phật, danh hiệu Phật cứ luôn niệm như vậy. Đây gọi là tương tục. Hoặc là công việc này không cần suy nghĩ, thì có thể vừa làm việc vừa niệm Phật. Còn nếu phải suy nghĩ thì dừng việc niệm Phật lại, chuyên tâm làm việc. Sau khi làm xong công việc lại tiếp tục niệm danh hiệu Phật. Đây gọi là người niệm Phật chân chánh. Ấn Quang Đại Sư truyền phương pháp là nhằm vào con người hiện đại chúng ta. Ngài xuất hiện trong thời hiện đại và dạy phương pháp này cho chúng ta vô cùng hiệu quả. Phương pháp này có thể giúp chúng ta đoạn trừ vọng niệm. Đây là mục tiêu niệm Phật thứ nhất. Vì sao phải niệm Phật? Vì để đoạn trừ vọng niệm. Nếu không niệm Phật liền sinh khởi vọng niệm, nghĩ đến những điều không thiết thực, dùng câu niệm Phật này để thay thế tất cả các vọng niệm. Đạo lý niệm Phật chính là ở đây. Đây là đạo lý thứ nhất. Chúng ta nói niệm Phật tương ưng với Phật A-di-đà có thể vãng sanh, điều đó còn quá xa vời. Trong niệm Phật bị xen tạp thì không thể vãng sanh, mà còn bị phá hoại hết công phu niệm Phật. Niệm Phật vãng sanh nhất định phải tịnh niệm tương tục. Hiện nay chúng ta đã tịnh hay chưa? Có niệm nhưng không tịnh, tâm không thanh tịnh, như vậy sao có thể vãng sanh?
Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta thấu triệt ba thứ, có thể đoạn tận được vọng niệm, chính là niệm một cách rõ ràng, miệng niệm rõ ràng. Không thể niệm nhanh nên niệm từ từ, không nên dùng chuỗi nên dùng tâm để nhớ. Ghi nhớ chỉ nhớ từ 1 đến 10. Phải biết câu niệm Phật này là câu thứ mấy trong 10 câu. Phải rõ ràng, niệm phải rõ ràng, và tai nghe cũng phải rõ ràng, nghe âm thanh mình niệm, nghe và nhớ rõ. Niệm đến 10, sau đó lại niệm từ 1 đến 10, vĩnh viễn từ 1 đến 10. Không nên niệm 11, 12, 20, 30. Không nên niệm như vậy. Chính là từ 1 đến 10 dùng tâm để nhớ rõ ràng, minh bạch. Phương pháp này rất hay. Hồ Tiểu Lâm niệm 4 tháng đến nói với tôi phương pháp này vô cùng lợi ích. Trước đây niệm Phật tâm không thanh tịnh, nhưng 4 tháng này tâm thanh tịnh đã hiện tiền. Cho nên ông ta ở đây báo cáo và chia sẻ với mọi người về niệm Phật tâm đắc của mình. Suốt 4 tiếng cung cấp thêm để mọi người tham khảo. Cứ niệm từ từ như vậy, tâm sẽ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh một thời gian sẽ được định. Định này gọi là niệm Phật tam muội. Chúng ta sẽ được niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội rồi, cứ như vậy tiếp tục, đừng gián đoạn. Niệm liên tục như vậy, tôi tin rằng 2-3 năm sẽ được khai ngộ. Mặc dù không thể đại triệt đại ngộ, nhưng đại ngộ là nhất định có. Không thể triệt ngộ, nhưng đại ngộ là nhất định có. Chỉ cần chúng ta kiên trì, tiếp tục nỗ lực, tuyệt đối không đãi đãi. Quyết định không thay đổi phương pháp. Cứ như vậy 10 năm, 20 năm, đại triệt đại ngộ là điều có thể. Đại triệt đại ngộ, vãng sanh, liền sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Không phải cõi đồng cư, cũng không phải cõi phương tiện. Nếu đạt được tam muội, được niệm Phật tam muội, đại ngộ, thường sanh vào cõi phương tiện hữu dư, không ở cõi đồng cư. Điều này và ở thế gian này chúng ta có thể nắm bắt được, tức là vãng sanh, nâng cao phẩm vị của chính mình. Hữu tịnh tu tiệp yếu, tán niệm Phật pháp môn vân. Tịnh tu tiệp yếu là trước tác của cư sĩ Hạ Liên Cư. Tác phẩm này rất hay. Tịnh tu tiệp yếu là đường tắt. Trong này nói lục tự thống nhiếp vạn pháp, nhất môn tức thị phổ môn, toàn sự tức lý, toàn vọng quy chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu đại tánh. Chúng ta nói về mấy câu này trước. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Sáu chữ này thống lĩnh vạn pháp. Không những là tất cả pháp mà Đức Thế Tôn nói trong suốt 49 năm. Đều quy nạp trong sáu chữ này. Mà tất cả pháp của vô lượng chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời nói cũng không thể vượt ra ngoài sáu chữ này. Sáu chữ này là gì? Là tổng cương lĩnh của tất cả Phật Pháp. Nắm bắt sáu chữ này tức là nắm vững được tất cả Phật Pháp. Bí mật này không ai biết được. Thế nên rất nhiều người còn muốn học cái này, học cái kia. Nếu họ thật sự biết, họ sẽ vứt bỏ tất cả, chỉ nắm giữ sáu chữ này. Hoa Nghiêm không ra khỏi sáu chữ này. Pháp Hoa cũng không vượt ra khỏi sáu chữ này. Phương Đẳng, Bát Nhã, tất cả đều không ra ngoài sáu chữ này. Sáu chữ này rốt cuộc có nghĩa gì? Sáu chữ này có thể phiên dịch, không phải không thể phiên dịch. Pháp sư phiên dịch kinh vẫn dùng âm tiếng Phạn, gọi là tôn trọng không dịch. Không phải không thể phiên dịch, mà vì tôn trọng nó, giữ lại nguyên âm của nó, chỉ giải thích ý của nó. Nam mô có nghĩa là quy y, quy mạng. A dịch là Vô Di Đà, dịch là lượng. Phật dịch là giác. Đọc theo ý chữ Hán chúng ta sẽ dễ hiểu. Quy mạng vô lượng giác. Danh từ này quý vị hoàn toàn có thể lý giải. Thống lĩnh vạn pháp, vô lượng giác. Mỗi vị Phật đều là vô lượng giác. Mỗi pháp môn đều là vô lượng giác. Mỗi chúng sanh đều là vô lượng giác. Mỗi sự vật cũng là vô lượng giác. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất tức thị đa, đa tức thị nhất. Lời này không sai chút nào. Ở trước chúng ta từng nói, chư vị tổ sư thời đại Tùy Đường họ cùng nghiên cứu tất cả các kinh mà Đức Thế Tôn nói trong suốt 49 năm. Bộ kinh nào là đệ nhất? Nghiên cứu đến cuối cùng thì Phật A-di-đà là đệ nhất. Chính là danh hiệu này của Phật A-di-đà, đệ nhất. Chư vị tổ sư thời Thụy Đường đưa ra kết luận chứng minh. Chứng minh sáu chữ này thống nhiếp vạn pháp là thật, không phải giả. Sáu chữ này mặc dù thống lý vạn pháp, pháp môn này tức là phổ môn. Phổ môn là gì? 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, một môn chính là vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn chính là một môn. Vì sao vậy? Vì một môn có thể kiến tánh. Chỉ cần kiến tánh,
Vô lượng pháp môn đều xuất phát từ tự tánh. Chúng ta đã tìm ra nguồn gốc phát xuất từ tự tánh, nên các môn đều thông. Một pháp môn thông thì tất cả các pháp môn khác đều thông. Nếu còn một pháp môn chưa thông, chứng tỏ pháp môn này của quý vị chưa thông, nên các pháp môn khác đều không thông. Một thông thì nhất định là tất cả thông. Vì thế một kinh thông nhất định các kinh đều thông. Quý vị nói tôi chỉ biết giảng bộ kinh này, còn các kinh khác không biết giảng. Như vậy quý vị chưa thông bộ kinh này. Thông là gì? Là đã thấu triệt. Thông đến đâu? Thông đến tự tánh. Trong xã hội này, người có địa vị rất cao, họ sở hữu rất nhiều của cải, thế nhưng họ chỉ có phiền não, không có niềm vui. Họ luôn lo lắng, vướng bận. Nói cách khác, họ không có gì gọi là hạnh phúc. Điều này chúng ta không thể không biết. Hạnh phúc mỹ mãn không liên quan đến phú quý bần tiện, không liên quan đến địa vị của cải. Có thể ở trong lục đạo mười pháp giới, lục căn tiếp xúc với lục trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây chính là hạnh phúc cứu cánh viên mãn của nhân sinh. Quý vị đã siêu việt, đã thoát ly. Sau khi thoát ly, quý vị xem, người thế gian này đã thấy được một cách rõ ràng. Cổ nhân thường nói, người bàng quan sáng suốt hơn người trong cuộc. Quý vị bước ra khỏi vòng này chính là bàng quan. Như vậy thì quý vị thấy rõ hơn bất cứ người nào. Hôm nay họ có chuyện đến thỉnh giáo quý vị, quý vị có thể dạy họ. Vì sao vậy? Vì quý vị là người ngoài cuộc nên thấy rõ ràng. Họ đang mê trong đó nên không nhận định được. Khi được chỉ điểm, họ liền giác ngộ. Nếu chúng ta cũng ở trong lục đạo, cũng mê hoặc điên đảo như họ, vấn đề của chính mình cũng không thể giải quyết, thì làm sao có thể giúp người khác được? Chư vị cổ đức thường nói, nhất định phải bước ra khỏi hồng trần. Hồng trần là luân hồi lục đạo, mới có thể giúp chúng sanh đau khổ trong hồng trần. Tự mình chưa bước ra khỏi sẽ không có được năng lực này. Năng lực này là bản năng. Mỗi một chúng sanh đều có bản năng này. Nên nhớ, học rộng vốn là để thâm nhập. Nhưng học rộng, kẻ sơ học tuyệt đối không thể làm được. Sơ học mà học rộng sẽ sai lầm. Học rộng đó sẽ biến thành sở trì chướng nghiêm trọng. Hàng sơ học nên chú trọng câu bên dưới: chuyên tu tức là tổng trì. Nên dùng phương pháp này. Chuyên tu đến khi khai ngộ mới học rộng. Thiện tài đã biểu diễn cho chúng ta thấy. Thiện tài đồng tử ở trong hội của Bồ Tát Văn Thù chuyên tu. Thâm nhập một pháp môn.
Ngài tu pháp môn gì? Bây giờ chúng ta đã biết Ngài tu pháp môn niệm Phật. Vì sao vậy? Bồ Tát Văn Thù tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thiện tài là môn sinh đắc ý, là đệ tử cưng của Bồ Tát Văn Thù. Làm sao có thể tu pháp môn khác thầy được?